Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, lâu chào người trở lại với kênh chuyện của Sao Lại Ra Mè, là chào mọi người trở lại với cặp đôi Bill và là nhà an toàn Fit Pro nhất trong Minecraft đây. Mình và Phong Cận Tí Di hôm nay lại thử thách xây nhà núp vào Pro, nhưng hôm nay không xây nhà núp vào Pro nữa. Hôm nay tụi mình sẽ xây 1000 bậc thang núp và Pro đó, thấy chưa? Mới chưa? Đừng quên xem ở trong kênh Sam nha mọi người. Đó, mọi người thấy sao? Lần trước thì Phong thua Sam đúng không ta? Lần này không biết có thắng không ta? Ai biết gì đâu. Ủa, chưa nhắc lại thôi, chứ tôi nói gì đâu. Rồi bây giờ Phong có muốn thắng hôm nay và Phong trong cái trận gọi là đấu lần này, Phong có thắng hay ta? Phong có tự tin thắng không? Tất nhiên là phải thắng rồi. Trời ơi, Phong là VIP pro nhất trong Minecraft mà sao không thắng được. Ok nha mọi người đó. Hôm nay mình Phong sẽ thử thách xây gọi là gì đó, xây bậc thang 1000 bậc thang pro. Quý vị em nội, cái gì vậy? Bỏ xuống. Trời ơi, nghịch dễ sợ luôn à. Đó thì hôm nay lại như là những clip trước, bây giờ cho Phong chọn trước. Chọn gọi là gì đó, bên nút là đất, pro là kim cương. Phong chọn cái nào Phong? Cho Phong chọn. Thôi, Phong á, mà mỗi lần mà Phong chọn kim cương chắc chắn các bạn fan sẽ kiểu ôi anh Phong ơi, mời Phong ăn hết con gái. Anh Phong bắt nạt chị Sam. Đó, bây giờ là Phong quyết định là hôm nay Phong sẽ chọn bên đất. Ồ, bên đất đúng không? Vẫn trung thành bên đất đúng không? Đó, thì tôi chắc chắn sẽ chọn kim cương rồi. Tại vì tôi chắc chắn tôi chọn kim cương là auto thắng rồi nè. Đó, tôi là auto thắng à. Ông làm gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy ông? Ông làm cái phép cái gì mà có màu vậy? Hay là ông ngắn cái gì mà ông đánh rắm vậy? Nghe ngợi vậy. Ok mọi người ơi, thì bây giờ không cần nói nhiều nữa. Ngang đoạn này các bạn đón xem quay là mình với Phong Công không cần ai sẽ là người xây bậc thang VIP Pro nhất. Đó, ok. Ngang đoạn này đừng quên comment phía dưới nha. Bây giờ không cần nói nhiều nữa, chúng ta cùng vào video thôi nào. Let's go. Yeah. Go. Rồi, bây giờ đến thử thách đầu tiên của cái bậc thang gọi là an toàn nhất thế giới của Sam. Đây, cái bậc thang của Sam xây rồi mọi người đó. Trời ơi, quá trời dài luôn. Đi lên đây thôi là mỏi cái giò, mỏi giò không? Nhất chân. Đó, lên đây xong rồi mình sẽ có một thử thách nho nhỏ dành cho Phong Cần, đó chính là mình sẽ làm một hệ thống laser đó, an toàn nhất vũ trụ luôn mọi người. Thôi mình lấy màu trắng mọi người cho nó đẹp nha. Đây, lấy màu trắng để cho nó khác biệt một tí. Mình sẽ lấy một cái màu trắng cho dễ phân biệt, chứ kim cương hoài hiền cũng sợ sợ mọi người đó. Mình sẽ làm một cái hệ thống gọi là đi laser nhất mắt cho Phong Cần, gọi là đi cho gọi là mỏi gối mỏi khớp luôn mọi người đó. Bây giờ qua bên này phải uống Enlin nha mọi người ơi, đi nhức mắt lắm. Đây, từ để Sam làm xong mọi người cho người. Mình sẽ làm đơn giản bằng hai bức tường này thôi mọi người đó, để mình dựng cái dàn laser siêu khủng bố của mình mọi người đó. Từ như mày lắc ta. Đây rồi, làm xương xương thôi, làm đơn giản cho, nếu không làm nhiều quá nó ô dễ mọi người đó. Con rồng bên này luôn mọi người. Dễ sợ chứ. Phong Cảnh thật là hữu tình. Rồi, sau khi làm xong hai cái bức tường vững chắc, sau đó chúng ta sử dụng gì? Mình dùng laser. Đó, mình cách một đoạn trong Phong Cực đi lên tí. Đó là kiểu ba lóc. Ok, đây. Bây giờ ổng muốn vượt qua đây đúng không? Tôi không có đặt bình thường lắm, tôi đặt gọi là vèo vèo xéo xéo mọi người, cho nó khó tí không? Đó. Đặt là phải đặt như thế này thôi không? Đặt xéo vẹo lên nó đi cho nó mệt mỏi mọi người, nó đi cho nhức chân chơi vậy đó. Thích đặt vậy đó được không? Tôi không thích đặt kiểu đó, nó bằng phẳng này. Mình đặt vậy cho nó khó khăn tí, chứ đặt mà kiểu trời ơi thẳng tắp vậy thôi dễ rồi mọi người đó. Đặt kiểu này đi hơi mệt cho mọi người, đi mà cứ phải tránh qua tránh lại tránh lui trên tới đây để đặt xong mọi người. Từ từ chờ xíu đó, thấy chưa? Nhìn này thôi là chán nghỉ mọi người, chán nghỉ không muốn đặt luôn mọi người đó. Bây giờ Sam sẽ đặt hết cái đoạn đường là vô nghe mọi người đó. Đây là bẫy đầu tiên của Sam, bẫy laser khủng bố tinh thần của người chơi đó. Rồi đây thêm miếng rồi mọi người đó, thêm miếng nữa đó. Trời ơi nhìn mà muốn sợ. Rồi bây giờ Sam sẽ đặt hết cái này nha mọi người. Ok chán chán. Sam đã xây xong hệ thống gọi là cái này là laser mọi người. Tôi nói thật luôn, tôi nhìn mà tôi còn kẹo. Trời ơi trời, tôi xây hệ thống mà laser còn ác hơn gọi là Silent Head rồi. Bạn nào chưa xem video chủng nhãn toàn Silent Head xem qua nhà đi. Đó, cái hệ thống này còn ác hơn cái hệ thống Silent Head nha. Trời ơi, tao nói cái gì mà chằng chịt dễ sợ, nhưng mà thôi, tại vì tôi là xây 1000 bậc thang pro mà đúng không đó. Sam pro mà, nên Sam xây khổ tí đó. Ok, thì đây là cái gọi là thử thách đầu tiên của Sam. Tiếp theo đến cái thử thách thứ hai đó. Trời ơi, mỗi cái thử thách là phải xây một cái bậc thang mọi người, 1000 bậc thang mọi người. Trời ơi mệt lắm đó. Với thử thách thứ hai tôi lại xây bắt
cua. Nhưng mà lần này bắt cua khác nha. Bắt cua lần này bro VIP hơn những lần trước rất là nhiều. Bắt cua lần này là bắt cua xì lam, nhưng mà khác hơn mọi người. Sao mà phát hiện ra một cái trò chơi mới dành cho cái gì đó, bắt cua xì lam mọi người đây. Thì chúng ta chỉ cần một cái cục gì đó, piston, ok piston. Rồi ok, giờ chúng ta cần xì lam. Đây xì lam và một cái nút. Đó, tại sao một cái nút? Đó, chúng ta rất cần một cái nút. Đó, đây một cái nút. Nào, ok. Thì đây đơn giản trò chơi rất đơn giản, mình sẽ lấy một cái lắc màu trắng để nhìn cho nó dễ mọi người, chứ lấy lắc màu kim cương khó nhìn lắm. Đó, đây có ba vật phẩm nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng một cái cục piston, sau đó đặt cái cục xì lam lên này. Đó, thấy chưa? Nhìn khác nha, nhìn lao, mọi người thấy lao. Bắt cua này hơi lạ đúng không? Sau đó từ từ mình sẽ đặt một cái gì lên đây cho dễ bắt cua đó. Cho kim cương đi cho nó đẹp. Đó. Ok. Rồi sau đó chúng ta cần cái cục này cho nó khác biệt nè. Đó, cần cái nút này. Đó, để làm gì? Đây, bắt cua này rất đơn giản. Mình chỉ cần nhặt cái cục piston này, cục gì đó, xì lam. Đó mình nhấn lên cái. Ui, giờ nó tưng mình cái mọi người. Đó, cái này sao mới biết luôn. Giận chưa? Bây giờ ổng sẽ bắt cua bằng cái cách này mọi người, bắt cua lên từng lắc bằng cái cục xì lam này đó. Cho nó khó chứ đâu mà bắt cua dễ đúng không? Bây giờ mình sẽ thử lên miếng nữa mọi người. Đó, mình phải canh từng cái mọi người, mệt lắm. Trời ơi, ai nói cái này dễ vậy? Ai nói cái này dễ? Giơ tay lên đây, tôi thấy khó gần chết rồi. Nhưng mà tại vì đây là tôi là bro để tôi xây càng khó càng tốt. Đó, cho ông Phong cần sợ luôn, không dám thách thức với tôi. Đây. Ui, thì phải ngồi canh mọi người. Trời ơi, mệt dễ sợ. Giờ đây thử nha. Đó. Ui, qua được nha. Đó, mình sẽ làm từng lên. Đó, ok mọi người. Bây giờ mình sẽ xem, mình sẽ sự biết rồi này nha. Chứ đoạn này mình xây từ lâu lắm luôn á mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ cắt nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng xây thế nào. Let's go. 1 hour later. Xin giới thiệu các bạn, đây là hệ thống bắt cua VIP Pro Giggle của Sam bằng xì lam mọi người ơi. Đó, từ thấp tới vừa tới cao, siêu cao khổng lồ mọi người ơi. Đó, đây là cái chế độ bắt cua. Nhìn thì rất đơn giản nhưng mà thật sự lúc mà vào rất là cầu kỳ mọi người. Đó, thấy chưa? Sau khi bắt cua xong đó thì làm sao để qua được bên này? Nếu mà dùng nút này qua được người ta thì Sam thử nha. Đây, ui, đó, không thể nào qua được nên Sam phải cho thêm một cái xì lam như này nữa. Đó, sau khi nhảy ra xong thì mình sẽ có một cái xì lam gọi là phòng hờ bắt cua mọi người. Đó là xì lam sơ cua. Đó, sau khi nhảy trên kia xong, nhảy xuống cái dũng này. Đó, để bay qua bên cây. Đây, bay qua bên này. Đó, thấy chưa? Qua bên này mới qua được bên kia. Đó mọi người không? Đó, nó rất là mệt mỏi mọi người không? Đó, cái bắt cua của tôi là nhìn là nhức đầu chóng mặt đó. Đó, nó nhìn là nhức đầu chóng mặt đó mọi người. Đó, rồi bây giờ Sam sẽ thử nha, để coi bắt cua được không nha. Sau khi tới đây nha. Đó, mình bắt cua tới đây rồi. Đó, mình bắt đầu VIP rồi nha. Mình sẽ thử nha. Rồi, để coi. Những lúc này. Ui. Thấy chưa? Đó, bro VIP nhảy một phát là được luôn mấy bạn. Còn đến Phong cần hay tôi không biết nha. Tại vì tôi là bro VIP nên tôi nhảy qua được. Còn Phong cần thì nút lắc chắc không qua lần sau qua được đúng không mọi người? Phải rớt 20 lần mới qua được. Đây, sau khi qua bên này chúng ta sẽ qua màn số 3. Đó, thấy chưa? Thử thách 3. Mới 2 thử thách thôi là thấy đau lưng mọi gối rồi. Bây giờ còn thử thách số 3 mới mệt đó mọi người. Sao sẽ xây gọi là thử thách lựa chọn mọi người, đúng hay sai, trái hay phải mọi người. Đó, cái thử thách mà tôi cực kỳ thích luôn, bạn fan chắc chắn rất là thích luôn đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho anh Phong cận mọi người ơi. Đó, hôm nay là phải cho anh, tại vì hôm nay tôi phải nhất quyết, tôi phải thắng mọi người, tôi không thể nào thua được. Đây, bây giờ mình sẽ có hai cái lựa chọn mọi người ơi. Mình sẽ cho lựa chọn đây, một cái là đất và một cái núp mọi người. Đó, nhìn cho nó gọi là có bro có núp đúng mọi người. Đó, đây mình sẽ chọn bên núp bên này trước. Bên này thì mình sẽ cho là một cánh cổng bằng đất. Đó, đất rất là bình thường, rất là normal mọi người ơi, một cánh cửa bằng đất. Đó, nhìn rất là phèn đó. Cánh cửa bằng đất. Đó, bên này mình sẽ cắt cho đều mọi người. 1, 2, 3 đều. Làm gì phải đều mọi người. Làm nó không đều là đó, nó không có gọi là uy tín mọi người. Đó, bên này là kim cương. Trời ơi, đó. Bạn sẽ chọn cái gì? Giữa kim cương và đất bạn chọn cái gì đâu? Có hai con đường cho bạn chọn. Thì đó, thì bên mỗi con đường mà từ mình lấp bằng gì ta? Lấp này giữa bằng gì ta? À, màu trắng này. Đó. Nha, trung tĩnh màu trắng. Đó, lắp này che lại. Đó, rồi. Đó, đầy đủ hết. Đó, tôi thích lựa chọn mà người ta lựa chọn là thế nào cũng sẽ có người sai người đúng rồi đó. Bên này đó, đủ các bạn biết là Sam sẽ chọn bên nào để gọi là để cho Phong cần chọn nó. Nhiều bạn sẽ nghĩ, chắc chắn là chọn bên đất tại vì Sam hay cho anh Phong bằng kim cương đúng không? Đó, nhưng mà có số bạn thì sẽ nghĩ là không, chắc chắn chị Sam sẽ cho gọi là dễ chọn cho anh bên này để Phong cần chọn đất đúng không? Trời ơi, no. Trời ơi, mấy bạn gọi là nghĩ chưa sâu xa như Sam đâu. Hôm nay tôi sẽ cho một trong hai cái này sẽ không chọn được cái gì hết trơn, sẽ cho hết. Tôi sẽ chọn cái đường đi rất là đơn giản mà rất là cầu kỳ mọi người. Đây, nếu mà chọn bên này cũng sai, chọn bên này cũng sai, tại vì hai đường này đều sai hết mọi người. Chỉ có đường duy nhất là đó chính là đường này. Đó, đường vào kia mua băng giá mọi người. Có cái đường này thôi mọi người, để làm sao ta. Đây rồi, rất đơn giản mọi người.
bây giờ tôi sẽ cho ông Phong cần một bức tranh đây đi. Đó, làm sao ông biết được đó. Bây giờ mình cho cái hình nào cho dễ thương. Đây, cái hình này đi. Hay rồi ông ta. À, cũng được đó, một chàng trai đang đứng ở giữa đi, không biết gì hết trơn mọi người đó. Cái đường mà đúng đó chính là đường này mọi người. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn luôn đó, làm cái bẫy này đơn giản lắm, chỉ cần có một cái chậu để này thôi. Đó, mình sẽ đặt xuống đây thì nó sẽ không bị mất bức tranh mọi người đó. Đây là cái đường đúng. À, qua là qua luôn. Còn hai cái này tôi cho đạp tiền tì rớt xuống hết, thấy chưa? Không cần, tôi nghĩ là chắc chắn không bao giờ sâu xa đây mất là nghĩ bức tranh này là nơi thoát thân đâu mọi người. Tôi nói thật luôn á. Ông Phong cận núp lắm, lúc nào cũng bảo tôi là tôi bro, tôi hơn Sam nhiều, tôi là thần Bill mọi người, nhưng mà ai biết được tôi mới là thần Bill mọi người. Trời ơi, Phong cần đã không ngờ được Sammy bro đến mức nào mọi người, đó làm sao mà nghĩ được mọi người, chỉ có tôi mới bro. Ui mắc kẹt mắc kẹt. Đây thì mấy cái phòng này Sam sẽ cho, chắc là Sam nghĩ sẽ Sam sẽ cho Phong cần rớt xuống cái tổm dưới kia luôn đi, mệt quá tôi đơn giản mọi người. Đó, tôi cho Phong cần đạp bom rớt xuống cho nhanh. Trời ơi, còn nhìn sâu xa đúng không? Đập bom hay gì ta? Đập bom hay là gì ta? Cho nhúng xuống dưới nước nha. Cho nhúng lửa đi mọi người. Đó, cho Phong một lửa chơi đi. À, bên này. Đây, mình sẽ dùng cái lửa đi. Lửa. Ui, nãy trong trong lửa tan, trong lửa trời. Đây. Đó, một lệnh bro của Sam. 10. Chọn thoải mái, đường nào cũng thu hết Phong ơi. Đây, hai bên. Làm cho đều mọi đó, cái bẫy đó rất là đơn giản, mình nói thật nó rất là đơn giản mà nó rất là buồn cười mọi người. Đó, đây, ba. Rất đơn giản. Đây. Xong, sắp xong mọi người. Đó, cái này ngắn quá tua tới được mọi người ơi, ngắn quá, cái nào dài sao mới tua được phải không? Cái này ngắn quá thôi, mấy bạn thông cảm xem hết cho mọi người. Đó, xem để cho vui. Đó, rồi bên này mới lắp ta. Làm cho đều, làm đều Phong cần nghi ngờ mọi người đó. Làm sao mà biết được đúng không? À, quay từ từ lúc này đó mọi người. Ông Phong chi gian được, từ may mà cái đoạn này mà tôi không lắp là chết tôi mọi người. Bên này sắp xong rồi mọi người ơi. Đó, cái bẫy siêu nhanh mà làm trong vòng 1 phút 30 giây mà nó dễ dùng mà nó còn bro mọi người đó. Làm sao mà biết được mà. Rồi. Ok mọi người, đây là cái bẫy số 3, bẫy lựa chọn nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng qua cái bẫy thứ 4 và cái bẫy xém cuối cùng nha. Trời ơi, đây tôi ác quá mọi người ơi. Ơi, cái bẫy thứ 4 này chắc chắn sẽ ác hơn cái bẫy thứ 3 rất nhiều. Tại cái bẫy thứ 4 là cái bẫy cuối cùng để bước chân vào là tấm vé duy nhất để vào được cái boss, hiểu không? Là cái nơi cuối chân trời mọi người. Đó, cái bẫy thứ 4 đây là cái bẫy của mình mọi người đó. Nhìn nó thắc mắc đúng không? Ủa, tại sao nó có những cái nơi như này đúng không? Đó, thì Sam sẽ làm tiếp. Làm để mấy bạn đón xem cái bẫy cuối cùng Sam làm gì nha. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ có 4-3 cánh cửa bí mật này. Sau đó chúng ta sẽ làm một nơi để chúng ta thoát hiểm mọi người đó. Thoát hiểm khỏi nơi đây mọi người. Đây, từ mình sẽ bí mật bí hiểm các bạn thôi đó, không có gọi bật mí gì không, bật mí là mất vui mọi người đó. Mình cứ làm từ từ, mình sẽ làm một cái nơi gọi là gì ta, đi trên lava mọi người, mọi người biết không đó. Đây ok rồi, ok mình sẽ clear hết chỗ này bằng một cái lệnh mọi người ơi. Đó, bình đó, ok. Sau khi làm này xong, đây là cái hệ thống gọi là mở được 3 cánh cửa mọi người đó. Tại sao lại có 3 cánh cửa này mở ra cùng lốc đấy không đó, mình sẽ thử nha. Trời ơi, xịn chưa, tí nữa nó sẽ có công việc đó. Còn bạn mong muốn là mở 3 cánh cửa cùng một lúc thì đây là cái hệ thống mà mình đã xây mọi người đó. Đá đỏ, đá điện quá trời luôn. Cái này tôi học dữ lắm mới được á mọi người, khó lắm luôn á đó. Bạn nào muốn học thử thì đây, mình sẽ đó livestream cơ bản đó, mấy cái đuốc rồi cắm rồi mấy cái này đó, rồi xong ok hết chương trình dạy học. Không biết bạn nào hiểu không, nhưng mà ok mong các bạn hiểu. Đây, sau đó lắp lại này đã mọi người, nhìn thấy ghê quá trời đất ơi, ta nói hơi bị lỗi thôi, hơi lỗi nhẹ nhẹ thôi. Đó, lắp lại này, sau khi lắp bẫy này xong mình sẽ có một cái đường đi, đây gọi là đường đi tử thần mọi người ơi. Đó, đường đi tử thần đó, dưới cái bẫy, dưới cái đường đi phải có lava chứ mọi người, nó có chông gai tí chứ đó. Đi kiểu này mà không có gì hết trơn cũng kỳ. Đó, lại là lava mọi người. Số 10 của chúng ta. Đó, đi như thế này thì mọi người nghĩ nó đơn giản đúng không? Nhưng mà không nghĩ đơn giản nha mọi người. Tí nữa tôi sẽ cho mọi người biết. Đó, đường này mình sẽ cho một cái đường rồng rắn lên mây có cây lúc lắc mọi người ơi. Rồi, xong. Đây là điểm cuối chân trời mọi người đó. Để thoát khỏi nơi đây chúng ta cần có một cái thử thách nho nhỏ, không thể nào mà cái cửa này đơn giản đúng không mọi người. Đây, mình sẽ dùng cái vũ khí bí mật của mình đó, zombie. Đây mọi người ơi, đây zombie. Tại sao lại là zombie mọi người? À, đây thì muốn
cua qua chỗ này thì phải mở cần gạt này, nhưng mà mở cần gạt này đồng thời ba cửa sẽ mở ra và Phong cần phải đi chạy đua cùng với mấy con zombie này. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người, mình không biết mình nó vượt qua được không, nhưng mà mình sẽ từ từ spam boy đã mọi người cho chắc. Lỡ bị gì sao đây, ok spam boy nha, thử game mất không nha mọi người, để bắt cua coi thử nha. Rồi tôi cũng hơi sợ mọi người, hơi rén. Ui mấy con này, từ trời ơi mấy con này, quên tôi quên lắp lại. Trời ơi thấy nó dữ chưa mọi người, thấy dữ chưa, chưa gì thấy dữ dằn dễ sợ chưa. Đây từ lắp lại coi chứ gì đâu mà dữ thần vậy với mấy đứa. Trời ơi từ từ thôi, từ từ cái này để xem lắp lại mọi người, mấy con này nó hung dữ quá mọi người. Nó mấy con này là tôi có nâng level lên là nó gặp người thịt lắm mọi người. Đây từ từ lắp lại cho an toàn. Mấy con này gì ta, hổ báo trường mẫu giáo quá. Trời ơi người ta chưa làm biết trơn mà quánh người ta lên bờ xuống ruộng rồi mấy đứa. Sau một hồi cày bừa vất vả, chỉnh qua chỉnh lại chỉnh lui, tình tới chỉnh le chỉnh xuống, trời đất ơi cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong mọi người ơi. Đó lúc này là lỗi nha mọi người. Đó bây giờ sao sẽ thay cái cửa thành cái cục này nha mọi người, tại vì là cái cửa làm cho mấy zombie nó mắc kẹt, nó không ra được mọi người. Đây thì dưới này sao cũng thay đổi luôn, trời nhìn nè, trời ơi nó quá trời luôn, nhìn nè, nhìn không ra gì hết trơn luôn mọi người ơi, chỉnh xong cũng mệt luôn. Nên bây giờ tôi sẽ quay thành quả mọi người, chứ xây mà quay chỉ chắc là lâu lắm mọi người, mình đã chỉ được chừng này thôi đó. Ok bây giờ Sam sẽ thử qua nha, để coi tôi có vượt qua được cái bẫy cái tôi xây không nha. Tôi cũng không tự tin lắm mọi người, tại cái này nó khó lắm mọi người, nhìn nha. Bây giờ thử nha, bật cái cần gạt cái là chạy nha, 2, 3. Nơi cuối cùng đó chính là boss. Ok, boss của 1000 bậc thang này là ai? Đừng quên xem hết video nha. Ok, let's go đến với thử thách cuối cùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ vào vòng cuối cùng, vòng chung kết mọi người, cái vòng mà có cái con boss siêu to khổng lồ mọi người ạ. Đó. Tôi nói cái vòng gì vậy trời. Ok mọi người ơi, thì đây là cái vòng cuối cùng, để cái vòng chứng minh coi ai là người thắng trong gọi là giải thử thách gọi là 1000 bậc thang của Sammy. Ok thì trước khi gọi là cho Phong cần chiến đấu với con boss này thì tôi phải thương tình thương lấy đúng không mọi người, thì phải cho đồ chứ đúng không, chứ ai mà cho quanh tay cũng kỳ mọi người. Đó cũng cho ít giáp đồ thôi, hôm nay là cho ít giáp đồ nha, nó cho bờ rồ tí, nó cho táo vàng đồ mọi người. Đây táo vàng đâu, nói chung là cũng cho ít táo vàng gì là ăn cho nó gọi là gì đó có sức khỏe mọi người. Đó thì đây con boss này cực kỳ đặc biệt mọi người ơi, con boss này nó phải cần những gọi là những cái đồ dụng cụ bờ rồ như này mọi người, tại vì con boss này rất là to, rất là ghê gớm. Bạn nào đoán được con boss này là ai đừng quên comment phía dưới Sam biết nha. Đây là cái sân đấu của Sam, đây sân đấu rất đơn giản nhưng cực kỳ dễ thương luôn đó. Ok các bạn đoán xem trong tay Sam là giữ con boss cuối cùng. Mình sẽ cho các bạn 3 giây để xem con boss cuối cùng là ai nha. 3, 2, 1. Ok con boss cuối cùng đó chính là tin tin anh tròn. Trời ơi tự nhiên quay đến mặt người ta vậy, quay lại đây xin giới thiệu các bạn, đây là con boss cuối cùng Sammy khổng lồ, siêu to khổng lồ. Đây đây gọi là Sammy lực lưỡng mọi người đó. Thì Phong cần tới đây thì phải chiến đấu với tôi mọi người ơi, không ai đâu xa đó chính là tôi, nhưng mà phiên bản tôi tập tạ đó mọi người ơi. Tôi định tập tạ cho nó to như này mọi người, nhưng mà nó nhìn nó hơi hung dữ mọi người đó. Sam yếu đuối bọng manh lắm, Sam hiền lắm mọi người, chứ đâu có gọi là dữ đúng không đó, Sam hiền mà. Ok Sam đã xong 1000 bậc thang an toàn nhất thế giới. Bây giờ chúng ta cùng xem coi nhà của lại coi cái bậc thang an toàn của Phong cần với bậc thang an toàn của Sammy, coi ai là bờ hơn nha. Ok let's go. Woo! Ok thì cuối cùng mình và Phong Cẩn đã xây xong đây 1000 cầu thang bro và 1000 cầu thang núp mọi người ơi, thấy chưa? À quên bậc thang, wow. Bậc thang đó thấy chưa? Sao bên này núp quá vậy? Ôi tôi bị bro mới nhìn tôi mà vô duyên. Bây giờ bắt đầu cuộc thi rồi mọi người ơi. Ok bắt đầu. Bây giờ sao? Bây giờ tôi vượt trước nghe, để coi cái bậc thang ông có bờ rồ tôi nghĩ không nha. Để tôi vượt trước cho. Không, tôi trước, để tôi đi qua bên ông trước. Ok, đừng Sam luôn á. Người okay. Ta không phải là nhiều mà người ta phải theo trình tự núp đến bờ rồ người ông. Đó, đất xong rồi đi qua kim cương chứ ai mà kim cương ở đất không mấy bạn. Đó, ok rồi, đây coi từ mình có game mode không chứ quên mày may tí mình gian mọi người đó. Ok, giờ okay. Tôi lên nha. Trong lúc mà Sammy leo lên á, Sammy vừa cầu thang á thì Phong sẽ đứng ở dưới đây, Phong hỗ trợ Sam bằng cách là ông làm gì? Ủa gì giống vui gì giống rồi thì lấy súng bắn tôi.
vui lòng hỗ trợ đi. Vậy em chơi nha, cái này là bậc thang à, liên quan đến bậc thang, không có cầm súng gì hết trơn nha chị Giang nha. Rồi này coi gì đây, trời ơi bắt cua, trời ơi ui vừa đây ghê ta, lắp gai đồ, ui ghê ghê ghê, tôi mà sáng tạo rồi. Ê ông kia ông quá đáng thôi nha, làm sao mà ai bắt cua qua chỗ này được, ông đập bớt rồi tôi. Thôi thôi rồi, tưởng chơi chơi Giang, trời ơi chơi Giang, ai bắt cua được tôi nói thật luôn. Ui cái này ghê, cái này hơi khó nha, cái này hơi khoai nha, để tôi xem coi. Ui trời ơi may quá, nhưng mà không sao mọi người, hơi bị khoai thôi. Ơi cố lên đã. Lỡ tay. Vô duyên dễ sợ chưa. Nè nha, cái này là do cái này là không phải tôi đúng không? Cái này không phải tôi đúng không? Cái này do đúng không? Ôi. Tôi. Nè nha, ông đánh tôi là tôi giận ông suốt đời luôn á. Ui. Trời ơi, chị Giang vừa tôi ông nội. Không cho nha, để tôi bắt cua đồng hoàng nè. Rồi, biết rồi, giỡn thôi. Cái này sao qua ông nội, đặt gì kỳ vậy? Đặt gì sao qua? Đó đúng rồi, phải đặt vậy chứ, đúng rồi. Đó. Cái này do không cần, nhưng mà do tôi. Rồi, vô duyên rồi đó. Rồi, mang đâu vượt qua, chưa có gì hết chơi, chỉ có hơi bị sức đầu mẹ chán mọi người, do mấy cái gai vô duyên của Phong cần mọi người, nhưng mà tôi vẫn còn nguyên. Ok, để quay. Thứ hai là gì đây? Không có cầm súng không? Không có cầm súng. Ủa gì đây? Trời. Thứ hai chính hiệu bà đó chính là rừng xương rồng. Trời ơi, rừng xương rồng ngoài tôi đi. Ủa từ từ, hình như có đi gian được mọi người. Ủa, không đi gian được, không đi gian được. Trời ơi, tưởng đi xéo được. Ây, ui da. Trời ơi, đâu vậy? Cái nơi người Sam biến thành con nhím luôn. Thôi vậy đi chậm chậm mọi người, đi chậm chậm. Á, trời ơi, đâu nha. Ui. Trời ơi, tính ra ông Phong cũng đúc, nhưng mà nhìn nút thì nhưng mà rất vừa rồi mọi người. Ui đâu quá nha. Cái ông này nha. Nè, chơi kỳ nha. Này làm nha. Gì đâu? Tôi đi nha, từ. Rồi tôi đi đường nào? Đường nào kệ bà. Ra. Ui, lê chị Giang ghê sợ rồi. Nè mày có gì đây, ghi kiếm rồi không? Biết rồi, cầm kiếm chỉ có chém người thôi. Để cho đây có gì đây? Để xem coi, tưng. Rồi có gì bên này không? Ui, mê cung, bữa đó chơi mê cung dữ. Ủa mê cung là mê cung núp đúng không? Nè coi. Ui. Ui gì đây? Ủa. Ôi, nó làm gì tôi à? Trời ơi, cái con này, trời ơi tôi tưởng mày con này mới có giật tay. Trời ơi, có mỗi một con zombie mà đâm lại. Trời ơi, tôi bị lỗi, cái con này mày vậy. Ôi trời ơi, quê quá à. Ui, trời ơi, tìm ra đồ vật của mọi người thấy chưa? Tôi vừa rồi biết không ơi. Thấy giờ tôi vừa rồi giờ mới vô cái đầu tìm được cái này luôn Phong. Ông chưa gì vô cái là có không vậy? Ai biết được cái này là do ai biết được nha. Gì vậy? Trời ơi, ông Phong làm được. Tấn công Sammy đi. Không có tấn công tôi gì hết trơn. Ủa mấy con này không tấn công tôi đúng không? Nắm tay thả cơm chó nè, nó cho chết nè. Trời ơi, yêu quái mà cũng bày đặt thả cơm chó nè. Thôi, bây giờ đặt mấy con này đúng không? Trời ơi. Bởi gì đâu kìa bác. Ủa sao con trên này vậy? Thì coi là đừng có chặn được tôi hả? Nè ra xuống nha, không có dịch. Ủa sao nhiều vậy? Không có đặt nha. Đặt đâu, có đặt gì đâu. Không chơi gian dễ sợ cho kìa mọi người. Trời ơi, bắt tôi giết mấy con này. Trời ơi, Phong cỡ, cái này là gian nha. Cái bẫy không đâu, gì đâu kìa. Làm gì đâu, cái bẫy nó tự spam ra. Trời ơi, nhiều quá. Đúng rồi chứ. Trời ơi, ông Phong nha, hồi chiều tôi nói thật luôn, cái cầu bậc thang của ông chưa an toàn mà ông đặt thêm cho nguy hiểm mà người không có đồng nha. Bây giờ tôi nha. Từ Phong rồi. Đúng rồi, Phong rồi. Cấm đặt nha, bây giờ bạn nào mà thấy Phong cần gây gian nhắc nhẹ của mình dưới nhà là ở dây nào không cần gian nha mọi người. Đó, để tôi biết tôi còn la nè. Lên đây. Rồi, ủa gì đây? Trên này là hình như chùm cuối trên này đúng không? Trời cuối cùng đi hồi chập ấy tính ra cái cầu thang của ông ngắn ồm chứ bằng tôi đi, tôi qua trên này có ai. Ủa gì đây? Ủa con là vậy? Ủa gì vậy Phong? Ngày xưa hai bà Trưng cưỡi voi đi đánh giặc, ngày nay có Phong Cận cưỡi heo đi tấn công Sammy. Trời ơi, sửa con rào với con này ai mà sợ. Tôi quất cho hai cái là tôi làm thịt heo được không tin đâu. Hả? Không sợ. Rồi không sợ đúng không? Heo beo vô mấy heo. Rồi beo đây. Đánh beo, ủa sao không đánh được? Ê. Tôi nói bà biết bé của tôi làm mình đồng da sắt. Ủa sao cực kỳ cứng. Ủa gì vậy? Ủa là sao từ tôi không tin được. Tôi phải ra lệnh bé heo tôi mới đánh cơ. Trời bé heo
tấn công đi. Trời ơi, ông cưỡi heo kìa mọi người, thấy ghê quá. Ui, ê, ông cho em cưỡi heo vậy? Cái heo của tôi sẽ đẩy bà xuống dưới. No, chị ơi, có heo kìa mọi người. No, no, no. Ui. Ủa, ủa sao nó gì? Mày dám đánh mấy heo tôi đúng không? Ủa chị bị tôi đánh mấy heo, ông dám ngồng đồ lên tát tôi hả? À mày, tôi không đánh bà đâu, tôi chỉ đập bà thôi. Cái gì vậy? Không, không, giờ qua bên tôi. À, trời ơi, cái ông nội này, ông chơi, ông chơi. Trời ơi, ông nội này, ba. Ok mọi người, thì mình đã vượt qua gọi là cái bậc thang nút của Phong cần mọi người rồi. Bây giờ đến cái bậc thang của tôi, Phong ơi. Bây giờ ông mới thật sự ra đây phải thử thách nè. Khổ ghê luôn à. Ok, bây giờ chúng ta cùng qua bậc thang bro của sao thế nào. Let's go. Rồi, tuyển thủ Phong cỡ đã sẵn sàng cho Phong cần. Phong cỡ đã sẵn sàng cho cuộc thi này chưa? Hả? Tôi đã sẵn sàng rồi. Trời ơi, bây giờ cái mặt gì nhìn cái mặt là biết muốn trả thù cho bé heo mọi người. Nhưng không sao, trời ơi. Bé heo à? Anh sẽ trả thù cho em. Ok, bắt đầu. Rồi, để xem quay Phong cỡ trả thù sao. Trả thù sao? Ông thấy cái bậc thang tôi bờ rồ không? Thấy gì cái bậc thang tôi là thấy nó bờ rồ hơn hẳn rồi. Cái gì? Cái gì vậy? Chưa mà mệt muốn chết luôn trời. Trời ơi, game mất không không? Game mất không nha, game mất không nha. Tôi không có mày nữa. Yêu phải một nhảy lên luôn. Rồi, đâu? Xây ra. Ôi, xin nhớ, ôi, rồi, cái này. Cái này mới khó nè. Ông mày teo nhỏ người ông lại. Tôi mắc cười quá à. Teo nhỏ lại ông nội, Spam Boy đi. Teo nhỏ lại. Trời ơi, trời, con người gì đâu mà thấy to, người khổng lồ quá cũng mệt. Spam Boy đi. Để đồ tôi. Đây, ủa, đồ không có giữ đồ, ai chơi giữ đồ? Đồ người có gì chơi? Ôi, cái này là mình phải tay không? Đúng rồi, rồi, qua đi. Tôi nghĩ ông đang teo nhỏ Phong ơi, không có qua được, người ông bự vậy. Không. Làm cách nào qua được. Ủa, chỉ có teo tôi nhỏ là được. Ông làm ôi. Sao, ông làm sao? Ủa gì vậy, ông làm gì vậy? Ủa ôi. Ủa từ, ông gây bốc không gì vậy? Bốc không rồi. Đâu à. Ủa, sao sao ơi, chơi ăn gian không được các bạn ơi. Không, không tao, chơi teo nhỏ. Mình sẽ dùng phép thuật của mình. Teo nhỏ lại đi. Trời, ủa gì vậy, không biết thành con này. Trời ơi, cái gì vậy trời. Tôi mọc chân ra để tôi nhảy vô đây dễ hơn. Trời ơi, bướm chúa gì vậy. Đây, để coi coi ông làm gì mọi người. Ông nhảy qua, nhảy qua anh kia. Nhảy qua, dướng cái trên đầu kìa. Hây, hây. Okay, được rồi. Trời ơi, là hôm qua tôi mất thanh xuân mọi người thấy không. Thấy không, mọi người thấy khó không. Thấy chưa. Để tôi coi coi. Hây. Rồi, ghê. Ôi, ghê. Nói là biết lúc là gì vậy cơ? Là gì? Cái gì? Bé, ông chơi chơi lên tôi. Trời ơi. Tôi là tôi thông minh, tôi biết thành công nhỏ, leo lên. Nè nha, ông chơi cho tôi muốn biết là bình thường, ông đứng lại tôi quay. Đứng biết là bình thường tôi không chơi giờ bộ vàng này nha. Cho vàng lần thôi đó, xí xóa cho Phong cận mọi người nha, xí xóa nha. Trời ơi, thông minh thôi, người ta thông minh ta làm gì chứ. Thông minh gì, thông minh chơi cho vàng chết là kéo không nha. Tôi mà biết ông em một rồi. Mày đây để ông là bắt qua bạn xì lam tôi mới tạo đó, xịn chưa, thấy ai không à. Trời ơi, Phong cũng à. Tưởng thế nào cũng núp, cũng tới núp ơi là núp mọi người ơi. Đây vừa thôi ông nội, từng bước một thôi, đừng có vội vàng không, chi tôi là VIP pro, tôi không có từng bước được. Rồi ông đó đi. Rồi từng bước làm sao để coi, từng bước làm sao. Ui cũng hay, cũng hay. Tức chưa, tức chưa mọi người thấy chưa, ai chơi cái bẫy của tôi là tức hết. Vừa thôi. Rồi bình tĩnh thôi, từng bước thôi ông nội. Rồi hai, ghê ghê ghê.
Trời ơi, tuyệt vời, chưa xuất sắc cho mọi người. Dễ còn hai, còn hai bậc nữa. Phong ơi, cố lên, cố lên rồi. Ghê. Trời ơi, dễ hẹt, nhảy qua kia hay đúng không? Đúng rồi, chính xác, xinh xinh quá, xinh quá. Nhảy xuống đây, nhảy xuống đây nè, xem nhảy xuống kia. Yeah. Yeah. Ghê ta, Phong thật ghê ta. Rồi, để xem rồi. Rồi, bây giờ ông chọn hai đường nha. Bây giờ một bên này là kim cương, một bên này là đất. Bây giờ Phong chọn chỗ nào? Đó, ông thử quay, ông suy luận quay. Bên nào là sẽ có. Ừ. Cắt đi. Sao? Vậy vậy ông chơi, ông lại chơi gian vậy đúng không? Kim cương hay là đất ta? Đúng rồi, kim cương hay đất ta. Ok, tôi quyết định chọn kim cương. Ok. Vậy vậy con à, con heo bị cháy rồi kìa. Không, mà biết sao không? Vậy là sai rồi. Phách con heo cũng bị cháy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, rõ ràng con heo bị cháy ở bên kim cương mà ta. Không, tại vì phách con heo cũng cháy. Phong ơi, phách con heo cũng cháy. Phách con heo vậy? Ông phải qua bên ủa kia. Đúng rồi. À, cái gì vậy? Sao bên này cũng sai vậy? Sam ơi, mà đưa con ơi, sao nó canh thì ơi, bà Đường ơi. Yeah, ông leo lên. Ôi bà Đường ơi, quá đáng cười quá. Dông như sao rồi, ok. Tiếp theo, đây cái này từ từ trước khi nói nha. Ông phải sự bam boy và tôi nói ông lệ luật chơi là ông như sao. Sau khi ông gạt cái cần gạt này, ông phải chạy thật nhanh. Đó, nếu ông chạy không nhanh thì ông sẽ có chuyện. Nó nói vậy thôi. Được không? Ông hiểu chưa? Đó, cái luật chơi đơn giản lắm. Bây giờ đó, đó. Trời đất ơi, từ từ Phong ơi, ông ổn không Phong? Rồi Phong ơi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị lại chưa? Tại cái sự nguy hiểm của cái bẫy này chưa? Thấy chưa? Rồi, từ từ. Đây, đúng rồi Phong ơi. Woo! Chạy đi chơi chi. Trời ơi, ghê. Từ từ Phong ơi, bình tĩnh Phong ơi. Đợi mấy con zombie này tới đi. Trời ơi, thử qua làm gì được không? Trời ơi. Ôi, gì đang nhờ. Ê, mấy zombie chơi đụng đánh lên mày nè Phong ơi. Mấy zombie này. Ủa gì? Ủa, nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Ôi, nhau xuống nè. Trời ơi, ngu vậy. Trời, zombie nó ngu vậy. Hai con zombie này hồi nãy dám đánh ta đúng không? Mày vậy? Wow, ghê. Ôi, ghê. Trời ơi, bây giờ Phong đùng đùng rồi. Cái đầu không ghê quá Phong. Sao cái đầu bị xuyên vậy? Cái đầu bị cái gì vậy? Rồi, xin chúc mừng Phong. Bây giờ đến vòng của Phong ơi. Cái vòng này quan trọng Phong ơi. Phong gì đây, con gì đây? Đề tự, ông không có cho nhìn, không có nhìn. Ông có muốn, ông không muốn là biết hình hay gì không? Ông dùng hình giặt mình là đánh với boss tôi. Để tôi xem nó là con gì đã. Đúng rồi, ok. Đó, ông mặc giáp rồi. Bàn cửa này vui lắm Phong, vui cửa đó Phong. Vui lắm luôn á, đây, rồi. Gì vậy? Gì vậy? Chị không phải mà Phong ơi. Chị không phải. To hơn tôi. Chị không phải mà. Ủa Sammy. Nè nha, ông biết to thì tôi cũng biết to nha ông. Ông thấy sao? Sao to bằng tôi không? Ờ, ở nhà bà hay quýnh tôi lắm. Bây giờ tôi sẽ quýnh lại bà. Ồ, hai con đô vật bị bánh nhau rồi bà ơi. Đô giật Mỹ à. Thì qua ông làm gì? Trời ơi, con tôi mạnh quá mọi người ơi. Mạnh quá. Rồi. Tôi sẽ đẩy nó xuống, sumo nè, sumo Nhật Bản. Ai xuống trước nè mọi người, chơi ê, giống tôi quánh sumo. Sumo Nhật Bản. Rồi, ui, sắp xuống rồi kìa, để xem coi. Nó bị dính cái hàng rào rồi. Ủa, nãy tôi đánh được ông xuống dưới mà Phong. Đó, nãy à. Ui, sắp xuống rồi, ôi, no. Oh no. Ghê dạ, trời ơi. Ủa, sao con này nó phải quen con, ông phải kêu được. Ủa? Con này đâu nó sẽ bay xuống, nó bay lên đây được hay không? Đó, cái điểm hồi sinh nó đi. Nếu vậy thì ông dùng sức mạnh vào đi.
bẹt. Ông làm gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Ủa? Sao nó cổng tôi à? Sao bơi nó cầm tôi lên nè? Ôi trời, xuống dưới sao bơi. Quay 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 quá, còn được rồi. Hãy xem quá. Đây gì vậy? Ông hấp bằng cả tôi. Ghê vậy? Tôi mới vừa ăn sầu riêng bún đậu mắm tôm rồi. Trời ơi ông Si ơi, cái mình bay màu luôn mọi người. Quá dữ luôn. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là cái bậc thang của nhà quân. Yeah. Mất cười đó mọi người ơi. Ok mọi người ơi, 1000 bậc thang. À từ mọi người, tôi có thể biến to như Phong, cần mọi người chờ mình xíu nha. Uaaaaay, trời Sammy biến hình. Wow. Ok mọi người ơi, Phong ơi, ông gì tôi ông giống nhau không? Ông bị cái gì vậy? Tôi thắng rồi, tôi vui á. Phong gì tôi giống không không? Phong gì tôi nè, Phong gì tôi nè. Gì tôi nè, nhìn đây, nhìn tôi nè. Ủa gì ghê vậy? Cái gì ghê? Sammy tôi... bình thường dễ thương lắm mà, sao nhìn thấy ghê quá vậy? Bây giờ ai tụi mình giống nhau mọi người ơi. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là gì ta, thử thách 1000 bậc thang của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người. Mọi người thích bậc thang của Phong Cận hay thích bậc thang của mình, đừng quên các bạn bây giờ sao biết nha. Trời ơi, ông bánh đùi hả? Ông bánh đùi à không? Để tôi chào quay. Để tôi chào quay. Đó. Quẹt. À, trời ơi. Vô gì dễ sợ mọi người ơi. Đó, từ từ tay bên tôi Phong Cận chào cho nó dễ thương cái coi mọi người. Đó. Ok mọi người. Trời, hai đứa mình dễ thương quá. Mình dễ thương quá mọi người. Ok mọi người, mình nghĩ video ngay này thôi. Nếu bạn thích video này, coi cho Sam một like, share của mình, coi subscribe và tất cả thành viên cho hai tụi mình nha. Và nếu bạn thương Sam hơn nữa khi xem video của Sam với quảng cáo, thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, giúp Sam có số tiền nho nhỏ. Còn bây giờ uống biến anh con gì vậy, thấy ghê không hả? Yêu. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau. Sammy đô vật Mỹ và Phong Cận Sumo. Tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn lại nha. Bye bye. Bye bye.